Anh biết tại sao mà năm qua chưa năm mới thì chưa năm mới nhá, anh nói chuyện là chuyện cũ thế nhưng mà vất vả còn chẳng to là thế có bao giờ anh đến nơi ấy vất vả anh hiểu không? Con người ta vất vả để nhìn thấy ánh mặt trời mọc hay là vất vả nhìn về cuối chân trời là hai cái vất vả nó khác nhau hoàn toàn. Vất vả của anh ấy là vất vả cho phép mình vất vả. Vì thành công không bao giờ là nó dễ dàng đâu. Vất vả thì em nói với anh là thế là bây giờ và em nói với anh nói tại sao em yêu nhau em ở Lào mà vì nó chỉ có vậy thôi, đừng mà có. Còn mình chắc là mình sẽ làm nó như thế mà, chứ không phải là bây giờ, phải là từ từ hay anh nói là cái thứ hai. Chứ còn mình cứ đòi nó phải Kiên, phải tỉ, có đâu anh ạ, không có đâu. Anh hỏi Kiên như này nhá, anh nói thật chân tình nha. Thật ra là nếu mà như này nha, anh mà nói thật nhá. Shopping!